Hello. Thấy cục hàng không? Mấy bạn thấy cục hàng chưa? Đây trang bị rồi nè. Không có đứa. Cái camera hơi bị mờ ta. Rồi ok đó mình. Rồi ok đó mình. Chỉnh thùng ra cho nó ngã. Ờ cục khóc. Khói mênh mông. Kè khói lên nè, tua hả? Xuống rồi. Phía bên đây nè, phía bên đây nè mình. Ờ. Tuôn xuống rồi nè. Vàng còn ngon quá trời luôn. Ô ổ này mới đóng luôn. Nghe lên mình ơi. Ô. Cái gì nó không xèo luôn. Dạ bự rồi. Dạ. Nhanh gốc ở dưới đây nó tỉnh rồi đó. Cái gì? Nó trực tiếp đâu quay. Mà sao mà lấy được cái về nguyên hiện đồ xuống trời. Này toàn cánh đấy à. Có không? Theo tôi chụp được nắp luôn. Cho rớt về xuống đi. Vậy luôn. À, nó bập tao rồi nè. Ô nó bập tao bên đây. Bập bay. Về tới nhà là mấy bạn ơi. Tới giờ còn rung nữa nè. Về không nè. Xíu lấy con để nấu cháo hoặc là chiên ăn. Thành quả. Chết luôn, nó hốt ong hơi dơ rồi. Quá. Hello mấy bạn, đây mấy bạn biết cái này là gì không? Đây là nhộng bông gừng. Này mình mới lấy xong. Cái về bông gừng nãy đi hốt về lấy được nhộng nè. Nhộng này thì nấu cháo được, chiên được, chắc là ngon. Để tủ lạnh, ngày mai mình chế biến cho mấy bạn xem.